Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn nấu món thịt bê cuộn hầm rượu trắng và nấm nha. Thì nguyên liệu chúng ta cần phải có là thịt bê mình đã mua sẵn trong siêu thị nha, 4 củ cà rốt, nấm bạn có thể dùng sấu nấm hoặc nhiều hơn, 1 củ hành, rượu trắng, bơ hay là bơ thực vật, củ hành boro, muối, tiêu và một số gia vị ha. Chúng ta bắt đầu là làm nóng cái cocot lên rồi mình cho bơ vào, rồi mình rán thịt cho nó vàng trên các bề mặt ha. Trong thời gian đó thì mình lột hành và mình cắt hành ra như thế này nhé. Sau đó bạn có thể cho những cái gia vị khô như herbe de Provence lên thịt nhé. Tôm. Những cái gia vị khô này bạn nên có nếu như bạn hay nấu ăn nha. Cho tí muối, chi tiêu lên. Đó. Đó, bây giờ là nó hòa quyện thịt với bơ với những cái gia vị rất là thơm ha. Và nó vẫn rán. Rồi bạn cho hành vào. Thì cái quá trình này mình làm cho thịt nó săn và nó thơm, nó hòa quyện với những cái gia vị rau hành. Đó, bạn thấy chưa? Nó bắt đầu nó vàng rồi đấy. Bạn cứ để rán như thế nha. Và trong thời gian đó mình chuẩn bị cà rốt, mình gọt vỏ, mình cắt khúc nha. Nếu ai thích thì làm hoa giống mình, không thích làm hoa thì cũng không sao. Cho cà rốt vào và đảo đều nha. Cà chua các bạn cắt câu nha. Và cũng cho vào, đảo đều. Cho rượu trắng vào, khoảng 2 ly nhỏ thôi nhé. Cho viên bột nêm gà vào. Nếu cần bạn có thể cho thêm một ít nước. Lên. Ý mình quên chuẩn bị nấm. Nấm mình cũng rửa sạch sẽ nha. Và mình cắt ra như thế này. Và mình cho vào. Đảo đều đậy nắp hầm 30 phút. Đây, sau 30 phút rất là hấp dẫn nha. Đây là một món ăn mùa đông truyền thống của Pháp. Vì mùa đông rất lạnh cho nên những món thịt hầm với rượu rất là được ưa chuộng. Đây, thịt đã chín vàng đều mềm, cà rốt mềm, nước sốt rất là thơm, có thể chấm mấy bánh mì. Mình hay ăn với cơm vì con gái nhà mình rất thích ăn cơm. Các bạn nhớ đăng ký kênh, để lại bình luận để mình có thêm động lực làm nhiều món ăn ngon hơn cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.